chào tất cả mọi người. Mình xin giới thiệu mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người món đậu phụ sạch Lô Hô. Cái điểm đặc biệt của món đậu phụ này đó gì? Đó là dùng từ đậu tương không biến đổi gen. Đậu tương là một trong những sản phẩm mà giống biến đổi gen rất rất nhiều luôn mọi người nha. Hầu hết là giống biến đổi gen đấy. Và thứ hai nữa này, muối sạch đa khoáng xuất Nhật. Đậu được làm theo phương pháp thủ công truyền thống. Cách dùng ở đây có cả gợi ý luôn cách làm này: chấm muối tiêu chanh, nướng chiên đậu xào rong biển hoặc lá mơ. Quay đậu xào lá mơ nghe hay ho nhỉ. Đậu cuốn rong biển, kho sốt, nấu súp, làm nem cuốn, salad, lẩu, bún, đậu mắm tôm, làm chả tùy dùng. Hạn sử dụng 5 đến 7 ngày trên ngăn mát, 1 tháng ngăn đông từ ngày sản xuất. Để được cả ngăn đông nha. Đấy, của Lô Hô nha mọi người nha. Đấy, thì cái đậu phụ này là lần đầu tiên mình ăn mọi người ạ. Đây, không biến đổi gen, không thạch cao. Ở cái việc mà dùng thạch cao ở trong đậu á là rất là phổ biến, theo mình biết là như thế. Không thạch cao phụ gia hóa chất, không chất bảo quản và không nước chua. Đấy, thì hôm nay mình sẽ ăn và mình sẽ review thử xem cho mọi người xem ăn có ngon không nha.